Linda Rasker được giới đầu tư phố Wall xem là một nữ trader đỉnh cao và nhà quản lý tiền xuất sắc khi không thua lỗ trong suốt 3 thập kỷ qua. Bà luôn chia sẻ vui trong mỗi cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tư chứng khoán chính là cuộc chơi mạo hiểm cưỡi trên lưng quái thú mà chỉ có người bản lĩnh và chịu khó học hỏi mới chiến thắng. Trong video này, hãy cùng bầy cá mập tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, những bài học xương máu và 9 nguyên tắc đầu tư thành công từ huyền thoại Linda Rasker nhé. Nhà đầu tư nữ thành công mọi thời đại Linda Rasker. Linda Rasker tên đầy đủ là Linda Bradford Rasker, sinh năm 1959 tại thành phố Pasadena trực thuộc tiểu bang California tại Hoa Kỳ. Bà là một nhà đầu tư, chuyên gia tài chính người Mỹ được mệnh danh là nữ hoàng tài chính, nhà đầu tư nữ giới thành công nhất mọi thời đại. Rasker bắt đầu sự nghiệp giao dịch chuyên nghiệp của mình vào năm 1981 với tư cách là nhà tạo lập thị trường quyền chọn cổ phiếu với tư cách là thành viên của hai sàn giao dịch. Bà bắt đầu sự nghiệp giao dịch của mình trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Bình Dương và sau đó chuyển sang Sở Giao dịch Chứng khoán Philadelphia. Bà trở thành nhà cố vấn giao dịch hàng hóa vào năm 1992. Kể từ đó, bà là nhà giao dịch chính cho một số quỹ và bắt đầu quỹ phòng hộ của riêng mình vào năm 2002. Quỹ đầu tư của Linda được Barclays Hedge xếp hạng 17 trong số 4.500 quỹ về thành tích tốt nhất trong 5 năm và những thành công ban đầu của cô đã được Jack Swagger ghi nhận trong loạt phim Market With Us nổi tiếng của ông. Năm 1995, Linda Rasker là đồng tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Chief Smart chiến lược giao dịch ngắn hạn có xác suất cao với Lawrence A. Connors. Bà đã phục vụ trên ban giám đốc cho Hiệp hội Kỹ thuật viên thị trường và là chủ tịch của Hiệp hội các nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp Mỹ. Rasker đã trình bày nghiên cứu của mình và giảng dạy về giao dịch cho nhiều cơ quan có thẩm quyền được công nhận trên toàn cầu, bao gồm Hiệp hội Hợp đồng Tương lai được quản lý, Hiệp hội các nhà phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp Hoa Kỳ, Liên đoàn các nhà phân tích kỹ thuật quốc tế, Hiệp hội Kỹ thuật viên thị trường và Bloomberg. Bà đã giảng dạy cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp và các ngân hàng tại hơn 22 quốc gia khác nhau. Ngoài ra, bà đã được giới thiệu cho một số ấn phẩm tài chính, đài phát thanh và các chương trình truyền hình tài chính. Châm ngôn đầu tư của bà khá đặc biệt, kiếm tiền bằng mọi giá luôn nhận sự thất bại. Mọi con đường dẫn đến thành công cần phải được trải nghiệm và nghiên cứu kỹ lưỡng. Bà cũng cho hay kinh nghiệm và kiến thức là một trong những nhân tố quan trọng nhất để trở thành một nhà đầu tư thành công. Hệ thống giao dịch chuyên nghiệp của Linda Rasker. Linda Rasker đã tự tạo ra những hệ thống giao dịch chuyên nghiệp mà cho tới tận ngày nay vẫn còn nguyên vẹn giá trị sử dụng. Một cổ phiếu khi bước vào sóng uptrend, nó sẽ tăng giá trong khoảng thời gian từ 2 tháng trở lên, có thể tới 6 đến 8 tháng. Chính vì thế nhà đầu tư không việc gì phải vội vã nếu nó chỉ vừa mới tăng. Nếu nó tăng mất thì sao là nỗi lo của khá đông nhà đầu tư chứng khoán. Lý do là họ không phân biệt nổi đâu là cổ phiếu tăng thật, đâu là cổ phiếu ăn theo. Một cổ phiếu tăng thật sự ít nhất sẽ tăng khoảng 2 đến 6 tháng hoặc lâu hơn nữa. Còn một nhịp tăng của cổ phiếu khác ít nhất cũng tầm 2 đến 3 tuần là kết thúc. Việc mua được cổ phiếu đúng lúc sóng tăng thì dù có mua trễ cũng lời 20 đến 30% là điều bình thường trên thị trường cổ phiếu. Đừng quá tự tin. Đầu tư chứng khoán đã dạy tôi rằng đừng tưởng sự khôn ngoan của mình có thể chiến thắng thị trường. Tất cả số tiền mà bà có được nhờ trading là điều chứng minh cho việc phần lớn mọi người đang phạm sai lầm, thậm chí đám đông lại mắc sai lầm khá nhiều lần nữa. Qua các giao dịch, bà Rasker đã học được một điều trên thị trường, đó là đám đông hỗn loạn thông thường sẽ phi lý trí, và khi họ để cảm xúc chi phối thì đó là lúc họ luôn luôn mắc phải sai lầm. Linda Rasker cũng nói rằng nếu không tôi luyện học hỏi mà dùng nó đi đối đầu với thị trường ngay tức khắc sẽ là một điều hết sức sai lầm. Bạn quá tự tin khi vào lệnh, bạn đưa mình vào rủi ro bởi cái tôi của mình và chắc chắn bạn sẽ tiếp tục mất tiền. Đừng quá tự tin, hãy chịu khó học tập và rèn luyện, ắt bạn sẽ có ngày thành công. Nghiệp mà cho tới thời hôm nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị sử dụng. Kết hợp chiến lược giao dịch với các điểm pivot, chiến lược điểm xoay, pivot points, được sử dụng khá nhiều trong các giao dịch này. Khi mà những nhà giao dịch mong muốn tìm kiếm cơ hội sinh lợi nhuận trên các bước điều chỉnh ngắn của thị trường, điểm xoay được sử dụng ở cả hai cách giao dịch, bật trở lại ngay khi chạm vào ngưỡng cản, giang bao và phá vỡ mức cản, breakout. Những nhà giao dịch theo cách giang bao sử dụng pivot point nhằm tìm kiếm ra các điểm mà tại đó thị trường sẽ xoay chiều. Còn các nhà giao dịch theo cách breakout sử dụng pivot point để xác định những mức giá mà tại đó thị trường sẽ phá vỡ được ngưỡng cản và dự báo có sự bùng nổ diễn ra trên thị trường. Đỉnh và đáy ngày hôm trước là những điểm pivot then chốt để xác định người mua và kẻ bán đang ở đâu trong ngày hôm trước. Vì thế, cần quan sát xem liệu thị trường có test lại hoặc đảo chiều từ những điểm pivot này hay không. Giao dịch giờ cuối cùng. Giờ giao dịch cuối cùng thường nói cho nhà đầu tư biết chính xác với xu hướng hiện tại. Dòng tiền thông minh sẽ ra tay ở phiên giao dịch cuối. Khi thị trường không còn đóng cửa tăng giá mạnh mẽ thì xu hướng tăng sẽ vẫn tiếp diễn những phiên tới. Khi xu hướng tăng giá chấm dứt, nó lại đảo chiều vào buổi sáng và sau đó, giá đóng cửa cuối phiên sẽ hạ. Khối lượng giao dịch lớn vào lúc đóng cửa. Khi khối lượng giao dịch lớn vào khung thời gian đóng cửa sẽ có hàm ý xu hướng sẽ tiếp tục vào buổi sáng tiếp theo hướng mở cửa trong giờ giao dịch cuối cùng. Trong thị trường có xu hướng giảm, cần quan sát khả năng giá sẽ quay về xu hướng chính vào giờ giao dịch tiếp theo. Hành vi con người quyết định thế giới tài chính. Không ai có thể biết điều gì sẽ diễn ra trong tương lai.
Do đó, nhà giao dịch thành công không phải là người tiên đoán những điều sẽ xảy ra mà còn phải biết ứng phó tốt với các tình huống. 9 nguyên tắc đầu tư thành công không sợ thua lỗ của Linda Rasker. Từ những kinh nghiệm đầu tư của mình, Linda Rasker đã chỉ ra 9 nguyên tắc giúp bà có được thành công vang dội, không sợ thua lỗ sau đây. 1. Khi đầu tư, bạn cần có hứng thú và đam mê. Nhưng nếu chỉ yêu thích mà không bỏ thời gian nghiên cứu thì bạn sẽ gặp rủi ro. 2. Nếu chỉ là nhà đầu tư nghiệp dư, hãy phát huy những hiểu biết sẵn có để đầu tư vào những công ty uy tín. Đôi khi, lòng tin đầu tư vững vàng sẽ giúp bạn chiến thắng những đối thủ chuyên nghiệp. 3. Không ai có thể đoán trước tương lai. Song song với việc dự đoán tình hình kinh tế và thị trường, nhà đầu tư nên tính đến những rủi ro mà cổ phiếu có thể đem lại. 4. Luôn luôn mua cổ phiếu ở một mức biên an toàn, margin of safety. Hầu hết trong chúng ta đều thích việc mua hàng giảm giá. Hoàn toàn tương tự trong việc mua bán cổ phiếu, nhà đầu tư thông thái luôn là người muốn mua được cổ phiếu ở mức giá thấp hơn đáng kể so với giá trị của nó, thường chỉ xuất hiện khi doanh nghiệp lâm vào tình trạng khủng hoảng. Mức chênh lệch thấp hơn đó chính là biên an toàn, tức là một khoảng cách an toàn để phòng ngừa rủi ro giá trị nội tại của cổ phiếu bị sụt giảm so với giá trị tại thời điểm nhà đầu tư mua vào. 5. Quản lý các khoản đầu tư hết sức chặt chẽ. Bạn lưu ý rằng không có cổ phiếu nào có thể giữ vị trí số 1 mãi mãi. Thị trường luôn ở trong trạng thái biến đổi liên tục và có thể thay đổi ngay lập tức. Nếu như nhà đầu tư không nhận ra được sự thay đổi, họ sẽ mất tiền. 6. Nhà đầu tư có câu trả lời cho mọi câu hỏi là người không thực sự hiểu về câu hỏi. Đừng tự tin thái quá khi tham gia thị trường. Theo cách diễn giải của Kinh Thánh, thất bại sẽ đến sau sự tự cao. Tự tin thái quá trong phong cách đầu tư chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. 7. Nếu bạn muốn đầu tư cổ phiếu lâu dài, nhưng không muốn mất thời gian và công sức để có mặt trong những giờ học chứng khoán, bạn có thể đầu tư vào những quỹ có mô hình giống đầu tư chứng khoán. Sự rủi ro sẽ ít hơn và thu được lợi nhiều hơn. 8. Đừng nghĩ rằng sự thông minh của mình có thể đánh bại thị trường. Tất cả số tiền mà bạn kiếm được từ trading là điều chứng minh cho việc hầu hết mọi người đều mắc sai lầm, thậm chí là đám đông. 9. Hãy ghi nhớ rằng nên luôn luôn giữ một phần vốn của bạn dưới dạng tiền mặt. Không nên đầu tư tất cả tiền của bạn vào cổ phiếu. Trên đây là cuộc đời cũng như quá trình để trở nên thành công của nữ trader tài ba Linda Rasker, cùng với đó là những bài học sâu sắc mà bà để lại. Hy vọng bạn cũng sẽ học thêm được nhiều kiến thức hữu ích ở người phụ nữ tài ba này. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên nhấn nút đăng ký ở bên dưới để ủng hộ Bề Cá Mập nhé.